hàng luôn. Đây là cách chỉnh sửa thúc tế như mới vừa cắt sấy xong nha các bạn. Đây là tóc mới sấy khô tự nhiên xong nha, mình chỉnh sửa trước khi mình chuẩn bị cải sấy khô nếp nha. Không phải là thịt mình ra một mẫu tốt em chọn cho khách hàng, là không phải phụ thuộc vào, không hoàn toàn thấy phụ thuộc vào khuôn mặt và dáng và cổ cầm. Cái tóc tém nó phụ thuộc vào, nhất lại phụ thuộc vào chân mày, má, cầm, mũi, miệng, gò má, vết tai, cái cổ. Tóc tém nó phụ thuộc vào hết tất cả cổ người của chị. Nhưng nếu mà một người thợ chuyên nghiệp tiểu cùng phải là phụ thuộc vào sợi tóc của khách hàng nữa nha, phụ thuộc vào sợi tóc của khách hàng để tạo ra cái mẫu đó về nhà cho người ta sử dụng cách tự nhiên tại nhà. Chứ còn nhiều người gọi là phụ thuộc vào một phần nào đó trong cơ thể, nhưng không phụ thuộc vào sợi tóc thì nó sẽ về nhà, sợi tóc đó nó sẽ không đi vào nếp mà không đi vào ôm màu đồ hướng cho chị thoải mái tự nhiên về sàn mẫu tóc này. Thì bây giờ tới tới salon em thì em luôn luôn đặt hướng về vấn đề là khách hàng vẫn phải là phải tự nhiên khi tại nhà, sử dụng tại nhà. Bởi vậy cái bài cắt của nhà em nó đem lại cho khách hàng những cái gọi là về nhà sử dụng cách rất là tự nhiên. Cái này là em mới vừa sấy khô cho chị, hiện bây giờ em đang chỉ cho chị cái chỗ nào nặng, cái chỗ nào nhẹ. Em sẽ đưa hết ra và loại bỏ bớt đi. Bởi vậy tóc tém rất là khó cắt hơn tóc dài. Có những người kinh nghiệm lâu năm nghề mới sử dụng được những mãi mẫu mã những ta tém. Mình đang đi xu hướng là những cái bát vòng này nó nhẹ nhàng lại và nó mỏng lại, nó nhẹ nhàng lại và tạo trên này một cái số lượng tóc nhiều và ở xu hướng này một số lượng tóc vừa nhé. Mình đang chỉnh sửa màu tóc này đi với phong phong
bạn nào mê tóc tém mà bạn ấy bạn nào chưa biết chỉnh sửa một cách hoàn thiện thì cứ vào đây nha, vào đây xem vui nha. Em tăng cái hình ra em zoom vô khuôn mặt anh, lâu lâu em zoom vô khuôn mặt để điện thoại vô, để điện thoại vào trong cái gương, lâu lâu em zoom vô để điện thoại vào cái gương zoom vào. Rồi hiện bây giờ zoom vào tóc này cũng đẹp rồi, giờ thì mình muốn tỉa mỏng lại cái phần ốc này cho bạn này, cho chị này, cho cái phần ốc. Con dầu nó hồi đi nghiên cứu về vấn đề vì sao mà Phúc làm em không làm á, ta mỏng của ta là mi là một cái tay phải cái của ta đó, ta thái học việc như thế này thì làm nên quen tay tầm việc thì tập trung vô. Đây là tóc mới sấy khô tự nhiên đây các bạn nha. Các bạn coi cái sữa tóc nó bay bổng nha, nhẹ nhàng. Nhớ bên phần này các bạn chỉ cẩn thận nha, bên này hơi bị ít tóc hơn thì phần mái mình không phải phần mái mình chỉ ít tóc hơn nhé.
về nhà chị sấy khô tự nhiên thôi nha. Tấm này là mẫu này chị sấy khô tự nhiên là bao đẹp với chị rồi. Chứ còn em không có sử dụng cái gì vấn đề nữa, chỉnh sơ cái tóc để em lấy hình ảnh ngon. Thì cho em một phút sáp thôi. Cái tóc chị nó đẹp lắm. Trời ơi, chị gội đầu xong thì sấy khô xong nha. Ví dụ như em dạy cái tóc nào em dạy em là sếp chỉ cho em một cục như thế này không? Hôm nay lấy gì tông á, rồi thì xoa đánh mạnh cho lòng tay ra, rồi tông mình đứng lên đó, chị vuốt cái chỗ này nè, chỗ này lên, cái chỗ này thì cho sập xuống là xu hướng, mà xu hướng theo thời trang trải bây giờ đó, chỗ này cho lên. Chăm môi chăm ơn. Đó, chị thấy sang chảnh luôn đó nha. Thôi, chỗ này đứng lên. Cái này hơi sập xuống nha. Không, mà bài bởi vì bà tôi lấy, cái phụ nữ luôn luôn được bà tôi lấy mà. Không ai chấm bà tôi lấy đâu. Hồ ơi, cho mình keo hồ. Đó, chị xịt ngôi chỗ này cho em thôi. Rồi xong, còn tất cả thì sàn sát. Tay quả tóc này mình đang là nhộm tóc bạc nhá, nhộm tóc bạc màu này màu nâu nâu hoặc dẻ nha. Dùm mình ra. Thì thấy có chút xám, mình thấy sang trọng liền không chị? Sang trọng mà dễ quá trời luôn. Hoa ơi,
Zoom ra, zoom ra, zoom ra, zoom ra, zoom ra, quay lại. Đó, đó. Quay xung quanh, zoom ra, quay xung quanh. Rồi chương trình tổng kết đến giờ tính tiền nhé. Đến giờ, tính giờ tính tiền thì mình zoom lại. Các bạn có lưu ý về vấn đề là từ cổ, từ vai, từ cầm, từ lỗ tai và từ trán đúng không? Các bạn coi thử Thắng có phối hợp hết tất cả mọi chi tiết từ lỗ tai, cổ, vai, gáy, trán, tất cả mọi thứ nha. Ủa đang mở điều hòa mà. Đang em. Vì hồi nãy can kẹp ca tin á, mình tắt điều hòa, đóng điều hòa lại cho khách. Rồi bạn nào có thử là mình cắt tóc không hài hòa chỗ nào góp ý kiến cho mình luôn nha.